Nhị sư huynh là Phạm Nhân. Rừng sương mù bí ẩn. Nghi thức tứ tượng như ý trận chính thức bắt đầu. Địa điểm khảo hạch nghi thức lần này là rừng sương mù bí ẩn. Phương thức khảo hạch dùng cách tính điểm. Sau khi nghi thức kết thúc, tất cả người tham dự sẽ tiến hành kết toán điểm tích lũy. Người có điểm cao nhất sẽ nhận được một phần khen thưởng, phần bí do là viện giám sát thứ sáu cung cấp và đủ tư cách danh ngạch làm việc trong viện giám sát thứ sáu. Sau khi tiến vào rừng sương mù bí ẩn, các vị tham gia sẽ ngẫu nhiên gặp được yêu vật, dị thú, ma quái, vân vân. Đánh chết bọn chúng có thể nhận được điểm tích lũy. Số điểm được quyết định bởi sức mạnh của quái vật. Yêu vật càng mạnh điểm càng nhiều. Ngược lại, yêu vật nhỏ yếu chỉ rơi số ít điểm tích lũy. Những tấm tiêm bài mà người tham gia lấy được ở phòng đăng ký có thể ghi chép lại điểm tích lũy. Sau khi nghi thức kết thúc, sẽ thống nhất có thu hồi tiêm bài để tiến hành tính toán điểm tích lũy. Xin các vị giữ gìn cẩn thận. Mới nhất định phải lấy được hạng nhất. Tranh ánh sáng cho khỏi phòng tốt, cũng tranh cho bản thân mình. Ồn ào chết đi được. Lỡ trên đối này liền bị dỗ ngất rồi. Nếu mình không tình cờ ngang qua, sợ là hắn đã bị yêu quái ăn rồi. Lã Lục làm nghi thức này rõ ràng chính là lừa những cái tên ngốc đến hàng mà làm công miễn phí cho hắn. Những cái tên ngốc bị lừa cũng khá nhiều. Lừa trận pháp nhỏ này không phải chỉ là một cái. Quanh đây có lẽ còn có. Quả nhiên, do những trận pháp nhỏ này kết thành trận nhãn, do cái trận nhãn lớn chỉnh hợp thành tứ đại trận môn. Cuối cùng, tổ hợp mà thành mới là tứ tượng như ý trận hồn chỉnh. Lỡ trận pháp này rất là phức tạp, vì vậy có hiệu quả trấn áp cực mạnh. Bình thường là dùng để phong ấn các loại hung thủ yêu vương đáng sợ. Bởi lời gấp như vậy, lý nào là phong ấn xảy ra vấn đề rồi? Mình không tìm pháp vật sư linh linh đó được không được? Hả? Mấy cái tên của bên nhiệt sơn trắng. Phá bật đó vậy mà dám sỉ nhục ta như vậy. Để ta tìm được cô ta nhất định á, hồn lại gấp trăm ngàn lần sỉ nhục hôm nay. Sư huynh yên tâm, trên đường tới đây á, đã nghe được chấp sự của viện giám sát thứ sáu nói có một đầm lầy ở trong rừng sương mù. Đó là nơi yêu khí nồng đậm nhất, có rất là nhiều đại yêu đang ngủ say ở đó. Cũng như chúng ta không phải đối thủ của cô ta, đại yêu bên đó cũng đủ đối phó của ta. Cách này của sư huynh thật tuyệt. Vậy còn ngay ra đó làm gì? Mau đi tìm phá vật đó, dẫn dụ cô ta đến đầm lầy. Sư Linh Linh, bên cô ta có đợi cường đi theo, không cần lo lắng. Chuyện cấp bách là đi điều tra trọng pháp này. Ai? Hiện tớ, nghi thức hiện tớ vĩ đại. Quân vương vĩ đại, tôi muốn hiến tới tính mạng của chúng tôi cho ngài. Chỉ cần ngài được như ý nguyện. Hả? Ngươi không sao chứ? Cho phúc sự ra đời của vương. Không hay, hắn đã trúng thuật pháp. Nắm đấm của lãng tử. Mình đã phong ấn kinh mạch của hắn, ngủ một giấc đi. Nhưng trạng thái này không giống là ảnh hưởng thực pháp thông thường, lý nào là yếu?
Thư trả lời của lão bác. Mời ngược lại muốn xem thử trong hồ lô của lão lục có bắn thuốc gì. Cúc cu. Chưa kịp nói tiếng thứ hai anh em ạ. Không hay. Vợ con nhỏ của nhị sư huynh, mối nhìn, cô gái này là Tiểu Mỹ. Hôm nay Tiểu Mỹ tan ca, tới rất là muộn mới về nhà. Trên đường gặp phải sinh vật kỳ quá đinh lén. May mắn Tiểu Mỹ trước đó đã lấy trộm được cái tấm nghiệp phiếu chứa đựng thần lực của tiểu sư. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đánh bại sinh vật kỳ quái. Mà tiểu sư bởi vì mất nghiệp phiếu nên bị sinh vật lạ tấn công, mọi chuyện kết thúc. Người chơi, thanh nghiệp, sử dụng kỹ năng dung hợp lại lâu đại pháp giúp người chơi tiểu sư được hồi sinh tại điểm hồi sinh. Người chơi tiểu sư gặp phải boss ở điểm hồi sinh, xin nghiệp phiếu giúp tiểu sư thoát khỏi hiểm cảnh.